Đang quay bộ này là bộ Sony VX77 nha. VX77 nè, một cái dàn khủng long của Sony. Cặp loa nó là cặp loa của đời VX88, là cao nhất của Sony rồi đó ha. Đúng là VX88 nó còn thêm hai cái loa đứng hông nữa nè, nhưng mà cái này nó về nó như vậy, nó ghép như vậy ha. Thì cặp loa này không, cặp loa VX88 Sony này là cũng có tiếng rồi nè, đúng không? Anh em mình cũng nhớ cái dàn Sony VX88 mình hay bán, mà cái dàn mà bốn cục á, thì giờ nó như vậy. Thứ hai là con này là chức năng mắt đọc rất là tốt, mình đang test mắt nè ha. Nhưng mà con này đi hàng về là vỡ màn là hết rồi, thấy chưa, vỡ bung rồi hết, được chưa? Đây nè, hỏi ngàn anh em về, anh em chịu khó, nếu anh em nào lấy cái này thì về hàng, hoặc là mình để vậy cũng được, mình cặp như vậy thôi nè, mình cũng không thấy đâu ha. Nhưng mà thực trạng nó là như vậy, đi đường là nó quăng vỡ rồi, nhưng mà thật chứ nó hoạt động thì mắt đọc rất là tốt. Mình đang test mắt CD nè, được chưa? Thì cái giá mình bán á, nói luôn là giống như mình bán cặp loa thôi nha. Cái giá mình bán giống như mình bán cặp loa không thôi. Cái cục này cho luôn, anh em về tự gia cố, thích thì chơi. Nói cái độ lực của nó thì cái này là VX88 là thuộc dạng là cao nhất của dòng Sony rồi ha, là quýnh lực lắm. Cái con này nó quýnh rất là lực. Hậu loa thì sau có tầm ba máy á ha, tổng thể vàng to lắm nha, vàng dài có tầm 8 mấy, gần 90. Hậu thì cũng đẹp, hậu la khô ráo, dạ yeah. Hậu la rất là sạch sẽ khô ráo, mỗi tội là đi bị vỡ cái cục thôi. Còn nói độ lực của nó thì miễn bàn rồi ha, này nó có screw mà, này nó quấn sụp mà ha, chép đồng trục nè. Rồi bây giờ mình dừng CD nha. Con này là đang chơi CD nè. Mình dừng mình test đường. Đây nè CD của nó nè ha. Nó vẫn hoạt động tốt. Bây giờ mình test qua đường ngoại vi nó một chút. Thì mình cũng xác định mình bán cái này giống như bán cặp loa thôi, chứ không có bán cái. Đây giờ mình test qua đường điện thoại ha. Con này thì nó quýnh lực vô đối rồi, lớn nhất của Sony rồi đó. Model này là lớn nhất của Sony rồi. Giờ cuối năm bán rác thì giống như bán cặp loa thôi nhá. Anh em nào thích thì alo cho mình. Thích lực thì lấy nó. Rồi còn cái cục vàng thì đó, nó dậy rồi, về nó vỡ hết nè, thấy không? Vỡ luôn, nó hở ngàm luôn nè. Bên này cũng bị đó, bên này thấy chưa, vỡ nè, thấy không? Thôi thì tùy anh em nào cảm thấy thích thì mình hàn lại, gia cố lại, không có cái bà nó ghép hai cái loa này che nó lại thì nó không thấy đâu ha. Rồi anh em nào thích alo cho mình, còn không thích thì thôi ha. Chào mọi người.